anh dâu sồm này và vợ mình mới cưới được ba mẹ cho mảnh đất trên đồi, tuy nhiên lại không có tiền để xây nhà. Sau một hồi suy tư, thì anh dâu sồm quyết định làm nhà bằng một thùng container cũ. Trước hết anh dai sẽ mài bỏ những đống rỉ sét trên bề mặt và phun sơn. Tiếp theo thì loại bỏ những tấm ván lót nền cũ kỹ. Giờ thì lót vào những khe trống một lớp xốp và lắp đặt một lớp đá hoa lên trên. Để ngôi nhà được thoáng và sáng hơn, thì anh dai sẽ cắt bỏ một phần tôn để làm cửa sổ. Ngoài ra anh dai cũng lắp đặt thêm một đống khung sắt để ngôi nhà kiên cố hơn. Bên cạnh đó còn có thêm một đường ống nước với hai chiếc bình chứa to đùng chôn dưới đất. Sau đó thì lắp cửa cho ngôi nhà. Anh dai cũng không quên lắp đặt mạng lưới điện. Tiếp theo thì phủ lên bề mặt tường một lớp bọt nở và cắt bỏ phần thừa nhô ra. Giờ thì dán một lớp băng dính cố định, sau đó đóng thêm những tấm ván gỗ lên bề mặt tường. Tiếp theo thì khoác lên bức tường một lớp áo màu trắng hơn ngọc trinh. Anh dai cũng không quên đổ một lớp xi măng lên trên nền nhà và lát đá. Giờ thì lắp đặt những vật dụng cần thiết. Sau đó thì chế tạo một chiếc ban công đằng sau có thể gập lên. Ngoài ra anh dai còn làm những tấm bê tông mỏng để bọc bên ngoài ngôi nhà. Anh dai cũng không quên rửa lại bức tường trước khi sơn. Tiếp theo thì sơn kín tường bằng hai lớp sơn màu trắng. Giờ thì bọc những góc tường để ngôi nhà trông đẹp hơn. Thế là một ngôi nhà được cải tạo từ thùng container đã ra đời. Sau đó anh dai sẽ xử lý khoảng sân phía trước và trải thảm cỏ. Anh dai cũng không quên lắp đặt một khung sắt trên mái và xịt một lớp bọt nở để cách nhiệt. Tiếp theo thì phủ lên trên một lớp gỗ ép. Giờ thì bọc kín mái bằng một lớp vải dù và lắp ngói. Với những khoảng trống thì anh dai sẽ bọc kín bằng những tấm nhựa và sơn màu trắng. Và thế là ngôi nhà đã được hoàn thiện. Các bạn thấy sao về ngôi nhà này?